kem chống nắng giờ sim là vật lý hay hóa học? Là câu hỏi mà hầu như bạn nào đang tìm mua cũng quan tâm, để biết mà mua cho đúng loại chống nắng phù hợp với da của mình. Hơn nữa, chị em cũng nên nhớ xem kỹ để còn biết xem kem này có dùng được cho da của bạn không nhé. Lỡ như mua về xài không hợp hay bị kích ứng da thì phí tiền lắm nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng giờ sim là dòng sản phẩm đến từ đất nước xinh đẹp Hàn Quốc. Mỹ phẩm của thương hiệu này vốn rất nổi tiếng và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Giờ sim cũng cho ra mắt khá nhiều dòng sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có kem chống nắng. Đối với dòng sản phẩm kem chống nắng, thông thường sẽ có hai khái niệm cơ bản. Đó là kem chống nắng vật lý và kem chống chống nắng hóa học. Nhưng ít ai tìm hiểu về những ưu điểm nổi bật của hai loại này lắm. Kem chống nắng giờ sim chính là kem chống nắng vật lý, là loại kem vô cơ với hai thành phần chính là titanium dioxide và zinc oxide. Các hoạt chất này hoạt động dựa trên cơ chế phản xạ ngược lại các tia UV từ ánh mặt trời. Chúng sẽ có tác dụng tạo lớp màng ngăn cản tia cực tím có hại tiếp xúc với làn da của bạn. Đặc trưng của kem chống nắng vật lý là sở hữu lớp nền màu trắng. Dòng sản phẩm này còn đặc biệt thích hợp với da mụn hay da nhạy cảm. Đa số khách hàng đều công nhận kem chống nắng vật lý ít gây kích ứng cho da. Kem chống nắng giờ sim là kem chống nắng vật lý nên nó phù hợp với nhiều loại da, trong đó da dầu cũng có thể dùng được nhé. Vì kem vật lý thường ít tác động đến da hơn là kem chống nắng hóa học, nên với da dầu khi sử dụng thì không bị những tác dụng phụ không mong muốn, kiểu như bị nổi mụn nhiều hơn, vì da dầu thường rất dễ bị mụn, vì vậy nếu bạn có da dầu thì có thể yên tâm sử dụng kem chống nắng vật lý giờ sim này nhé. Kem chống nắng giờ sim hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng giờ sim hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.